Hello anh em, lại địa điểm thân quen đúng không? Mình đã thu một vài video ở ngay cái góc này rồi. Thì mình đang ngồi ở showroom của Nguyễn Công PC. Và vì sao mà mình lại ngồi ở showroom của Nguyễn Công PC ấy? Đấy chính là, đây nè, nhân vật chính của chúng ta đây. Đây là một bộ máy được làm khá là nhanh, cũng rất là vội để giao cho khách. Thế nên là mình không có thời gian để vác về tận studio của mình. Nếu mà về tận studio của mình thì đương nhiên là góc quay sẽ đẹp hơn, rồi là màu mè hoa lá hẹ hơn. Nhưng mà không sao, ngồi ở đây chúng ta làm nhanh, mà cái gì nó kiểu gấp gấp một tí thì nó sẽ là hay hơn đúng không? Và đây sẽ là một bộ PC có mức giá khoảng tầm 1.8 tỷ, nó gần đến 2 tỷ các bạn ạ. Bình thường nếu mà các bạn mua PC gaming nó khoảng tầm 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, nhiều lắm thì 40, 50 triệu, hay là những ông nào đại gia có thể 100, 150, 200. Đấy là đối với những bộ PC gaming. Những bộ PC mà các bạn mua về làm việc thì nó khoảng tầm 5, 70 triệu hay là có thể là 100 triệu nó cũng có. Nhưng mà một bộ PC có trị giá lên đến 1.8 tỷ thì anh em đã thấy bao giờ chưa? Thì đấy, nó nằm bên cạnh mình đây và anh em đang nhìn vào nó đấy. Bộ PC có trị giá gần 2 tỷ. Và bây giờ anh em nhìn vào ấy thì anh em có thể cảm giác cái chính là có vẻ nó hơi cùi nhỉ. Kiểu như là PC gì gần 2 tỷ mà màu mè đấy, toàn quạt LED RGB các thứ, chưa kể là bên trong này thì hơi bé mà cái vỏ cây nó lại to đùng. Thì người ta có tiền, người ta thích vậy thì mình chịu, mình biết làm sao đâu, đúng không? Thực ra là mình đùa các bạn một tí thôi, chứ khách đang chờ một kit fan cực kỳ xịn của Corsair về để đồng bộ với cả con Corsair 1000D. Đây chính là kit fan Corsair LL120. Nếu mà anh em nào chưa biết ấy, mình có thể nhắc nhẹ anh em một cái. Đấy chính là với LL120 nó sẽ có giá lá gần 900.000 cho một cái quạt đấy anh em ạ. Còn với kit fan mà đang sử dụng ở đây ấy, thì là do Nguyễn Công PC tặng kèm cho khách xài tạm mà thôi. Và mục đích chính và những linh kiện được sử dụng ở trên bộ PC có trị giá gần 2 tỷ này nó là gì ấy, thì bây giờ sẽ là nhiệm vụ của mình. Nguyễn Công PC xin hân hạnh được đồng hành cùng Amtech. Nếu như các bạn đang muốn tìm mua cho mình một bộ PC để làm đồ họa 3D, để làm video hay là để render hay bất kỳ một công việc gì, hay thậm chí là cả chơi game, thì các bạn hãy đến ngay với cả Nguyễn Công để tìm mua cho mình một bộ PC tốt nhất. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng giới thiệu nhé. Đấy chính là trên bộ PC này nó có những gì mà nó có giá lên đến tận gần 2 tỷ. Anh em nhìn bên ngoài đi, Corsair 1000D, chiếc vỏ cây có thể nói là to nhất và có thể lắp được nhiều quạt nhất hiện tại. Và đây cũng chính là chiếc cây mình đánh giá đấy chính là có airflow tốt nhất, Corsair 1000D. Một chiếc vỏ cây cực kỳ khủng đến từ Corsair. Rồi đây, cái main trước đi, mình chưa nói đến cái CPU đâu, CPU mình nói sau nó mới thú vị. Thì đây, main nó đang được sử dụng, đấy chính là Asus C621E Sager, đúng rồi. Thì với cái board máy chủ này thì chắc là các bạn cũng đã từng thấy rất là nhiều rồi, bởi vì có khá là nhiều bên sử dụng rồi. Với một cái board máy chủ này nó có giá tầm gần 20 triệu mà, so với con số gần 2 tỷ nó vẫn rất là ít. Nhưng xung quanh cái board máy chủ này, anh em thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 thanh RAM. Bây giờ một cây RAM 16GB bớt 3.000 chắc khoảng 4 triệu. À đâu? 2 triệu. Nhầm, 2 triệu. Nhưng mà cây RAM này nó khác hoàn toàn với những cây RAM mà anh em thấy ở trên thị trường. RAM ECC bình thường. Nhưng cây RAM ECC này nó có dung lượng là 128GB anh em ạ. Một cây RAM nhá, nó có dung lượng 128GB, nó lớn gấp mấy lần bộ PC anh em đang dùng ở nhà luôn. Đây là với mới một cây này, mà một cây RAM Samsung ECC dung lượng 128GB này có trị giá là 75 triệu một thanh. Wow. 75 triệu nhân 12, 900 triệu tiền RAM. Đấy, mất nửa bộ PC rồi, mỗi RAM thôi. Và tổng ở đây chúng ta sẽ có là 1.5T RAM các bạn ạ. 1.5T RAM. Nhưng mà nó được sử dụng để làm workstation, thế nên là 1.5T RAM nó là một con số cũng bình thường thôi, không phải cái gì đấy nó quá là khủng khiếp. Rồi bây giờ chúng ta mới đến cái CPU này. Anh em biết cắm ở trên C621 thì đương nhiên dòng CPU của nó sẽ là Scalable, Intel Xeon Scalable. Nó có thể là Silver, Gold hay là Platinum. Thì đây, nó có thể nói là con Xeon Platinum khủng nhất Việt Nam hiện tại. Nó là Xeon Platinum 8280. Một số bên sẽ có con Xeon 8180, nhưng mà 8180 nó là thế hệ cũ rồi. Đây, nó là 8280. Nó khủng hơn không quá nhiều, nhưng mà nó là đời mới hơn và nó đắt hơn. Và trị giá của hai con CPU này á, nó có giá 280 triệu một con. Hai con nó là 560 triệu. Anh em cộng đi, mỗi tiền CPU và RAM thôi
cộng lại là nó đã gần bằng tiền của bộ PC rồi. Và đây cũng chính là hai thành phần linh kiện đắt nhất. Với con Xeon Platinum 8280 thì nó sẽ có những gì? Nó thực tế thì mỗi con Xeon này nó sẽ có là 28 nhân, hai con nó sẽ là 56 nhân và 112 luồng xử lý. Đấy, mình tính toán nhanh lắm. Và với một sức mạnh CPU như vậy thì nó sinh ra để làm gì? Thực tế với bộ PC này nó không phải sinh ra để dành cho render. Nếu mà render trong tầm tiền này, anh em có thể bỏ ra 100 triệu để anh em có thể mua một con Threadripper 3990X. Nó có 64 nhân và 128 luồng xử lý, nó render nhanh hơn rất là nhiều. Nhưng mà với bộ PC này nó đắt hơn, nó 560 triệu cho hai con CPU nhưng mà số lượng nhân của nó ít hơn, thì nó sinh ra để làm gì? Thì lát nữa chúng ta sẽ cùng nói đến mục đích của nó. Bây giờ chúng ta chỉ nói linh kiện thôi. Bên trên này thì anh em sẽ có hai cái tảng. Đấy chính là hai con Noctua D ở đâu? U14, không phải D. Đây là hai con Noctua U14. Hai con này được thiết kế riêng để dành cho dòng Xeon Scalable. Thế nên là anh em mua con U14 này về á thì nó chỉ có cái gông để lắp vào con Xeon thôi. Nó không có gông để lắp vào mấy con Core i hay là AMD gì hết, nó chỉ có gông để lắp vào Xeon thôi. Hai con này được thiết kế riêng để tản nhiệt cho con 8280 hay là con 8180. Rồi xuống đây nữa đi. Wow. Nhìn nó rất là đầy đặn đúng không? 1 2 3 4 5 mấy cạc đúng không ạ? 5 con Quadro RTX 4000. Bình thường anh em cắm kiểu một cạc là đã có thể chơi được rồi. Hai cạc thì nó hơi bị sang chảnh. Ba cạc thì cũng chả để làm gì, nhưng đầy tận 5 cái. Mỗi con này là 23 triệu. Nhân cho 5 đi là khoảng 115 triệu. Cũng nhiều chứ, nhưng mà làm sao bằng CPU với cả RAM được đúng không? Còn mục đích vì sao cần 5 cái thì lát nữa mình sẽ nói. Bây giờ đang giới thiệu linh kiện mà. Còn đây, cái này thì bị chè mất rồi. Mình sẽ chèn Biron vào cho các bạn xem. Đấy chính là bộ nguồn để cân một cấu hình nó khủng khiếp như thế này. Thì chúng ta cân một bộ nguồn như thế nào? Mình nói bộ nguồn này nó đến từ Superflower. Em nghe lạ không? Nếu mà anh em kiểu như là mới chơi đồ PC thì anh em sẽ cảm thấy lạ đấy. Bởi vì Superflower thực tế thì nó là một thương hiệu nguồn rất là lớn của ngày xưa thôi. Ngày xưa nó là một thương hiệu nguồn của Mỹ. Và rất nhiều dân chơi IT ngày xưa chắc chắn sẽ biết và độ hot của con nguồn này như thế nào. Bởi vì ngày xưa chúng ta chỉ có xách tay nó về thôi, không có chính hãng. Nhưng bây giờ nó có chính hãng rồi. Một con Superflower có giá có công suất là 2000W để cân một cấu hình như thế này. Bởi vì nó là workstation mà, chúng ta sẽ yêu cầu tính ổn định. Và con nguồn này ấy, nó khoảng 11 triệu một con nguồn, bằng bộ PC nhà anh em ở nhà rồi đúng không? Đó. À mà còn nữa, tí nữa thì mình quên. Đấy chính là đằng sau. Mình sẽ chèn Biron cho anh em xem nhá. Khi chúng ta lật cái đằng sau ra, anh em sẽ thấy nó đang sử dụng lá 40T ED anh em ạ. Và với 40T này nó đang chạy với thiết lập, đấy chính là RAID 10. Vừa tối ưu được cái tốc độ cho anh em. Bởi vì đây không phải RAID 0, RAID 0 thì anh em sẽ sợ, đấy chính là chết một con thì nó sẽ mất dữ liệu bla bla. Nhưng mà đây không phải, thế nên là gì? Chúng ta vừa có được cái tốc độ cao, chúng ta vừa có khả năng backup được dữ liệu 10 con mà, tốc độ của nó thì kinh khủng tởm luôn. Đó, đây là tổng thể linh kiện vừa rồi mình đã giới thiệu cho anh em ở trên bộ PC có trị giá gần 2 tỷ. Sao cứ nhắc đến cái chữ 2 tỷ này, mình đau quá. Đó, với mức giá gần 2 tỷ thì anh em sẽ có được một bộ PC như thế này. Và mục đích của nó sinh ra để làm gì? Có thể một số anh em đang nghĩ đấy chính là hai con Xeon 8280 này, rồi Quadro này, chắc là nó để dựng hình 3D hay là để render gì đấy đúng không? Không. Anh em mua hai con Xeon 8280 này về mà để render á thì nó sẽ rất là phí. Bởi vì rõ ràng là nếu anh em render bằng CPU thì AMD nó làm nhanh hơn. Hoặc là anh em có thể mua những con Xeon, ví dụ Xeon Silver hoặc là Xeon Gold thì nó sẽ là tiết kiệm kinh phí cho anh em hơn. Không nhất thiết là anh em phải mua tận một con là 8280 như thế này. Hoặc là anh em có thể mua đầu Xeon mà đầu 9 ấy, con 918 mấy mình không nhớ. Nhưng mà con đấy nó có thể cắm được 4 con CPU thì tốc độ render CPU của nó sẽ là tốt hơn rất là nhiều. Thì với hai con Xeon 8280 kết hợp cùng với 5 con Quadro RTX 4000 cùng với 1TB RAM thì nó để làm gì? Cần gì mà đến một cái cấu hình nó khủng khiếp đến như vậy? Thì đấy chính là nó để làm server. Và server này là server gì? Server này có phải là cái server để anh em chơi game không? Không. Server này nó là phục vụ cho khoa học. Anh em đã bao giờ nghe cụm từ gọi là data science chưa? Có nghĩa là khoa học về dữ liệu ấy. Đó, bộ PC này nó phục vụ cho nhu cầu như vậy. Nếu mà ngày xưa với data science, có nghĩa là với cái khoa học về số liệu, khoa học về dữ liệu, anh em chỉ có thể xử lý bằng CPU. Và
lúc đấy những cái server sử dụng CPU thì nó sẽ kết nối nhiều cái server lại với nhau, và nó sẽ giúp anh em có thể tính toán được nhanh hơn, và nó sẽ phân tích dữ liệu anh em. Anh em cứ tưởng tượng ví dụ như là ở một đài khí tượng thủy văn, họ sẽ phải phân tích dữ liệu về thời tiết, nó phải thu thập dữ liệu từ rất là nhiều nơi đổ vào một. Hoặc là anh em sẽ nghiên cứu số liệu về, ví dụ như anh em làm về kinh tế đi, anh em muốn đặt một cái cây ATM ở một khu vực nào đấy thì anh em cũng phải tính toán đấy chính là lượng người sử dụng ở quanh khu vực đấy nó là như thế nào. Và anh em không thể nào mà tính toán bằng tay được, cái đấy nó là bằng máy. Và cũng rất nhiều cái tính toán khác nữa, cái đấy gọi là data science, và nó là một cái khoa học về dữ liệu. Và dữ liệu đấy nó cần được tính toán. Ngày xưa thì nó chỉ có thể sử dụng CPU thôi. Thế nên ngày xưa thường ấy, những cái server để tính toán về dữ liệu ấy, nó thường là chỉ có rất nhiều cái rack, và hầu như đấy là lắp xuống E5 hay là E7 các thứ, và nó tính toán thôi, nó không cần nhiều đến card đồ họa, bởi vì card đồ họa nó có đâu có đóng góp được gì đâu. Nhưng mà hiện tại với NVIDIA họ đưa ra chúng ta một cái nền tảng ở đây là gì? Đấy chính là CUDA X. Nó không phải là CUDA bình thường, nó là CUDA X, và nó có thể hoạt động ở trên dòng card đồ họa Quadro. Và NVIDIA họ cung cấp cái mã nguồn CUDA X đấy cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta là một coder là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được nó, và NVIDIA cho chúng ta sử dụng. Và với nền tảng CUDA X này, anh em có thể boost được cái hiệu năng ở trong data science lên. Bây giờ NVIDIA họ có một tính năng đấy chính là gì ta? Gọi là GPU accelerating dành cho data science. Và với những ai làm về khoa học về dữ liệu, anh em có thể tận dụng được cái tính năng đấy. Và bây giờ thay vì anh em đầu tư rất nhiều cái rack và anh em sử dụng rất nhiều CPU nó tốn kém ấy, thì anh em sẽ đầu tư vào cái card đồ họa. Và card đồ họa nó sẽ giúp anh em tăng tốc được cái hiệu năng xử lý về dữ liệu hơn. Đây, chúng ta có 5 con Quadro RTX 4000. Nó rất mạnh. Và 5 con, nó là một con số rất là khủng khiếp. Và mình đảm bảo với các bạn nha, 5 con này cộng lại chắc chắn mạnh hơn một con RTX 8000. Chắc chắn luôn. Thực ra là mình nói với cả anh em như thế này thôi, chắc gì anh em đã làm về data science đúng không? Thì nhưng mà chủ của bộ PC này làm về như thế. Và đây sẽ là một cái server dành cho data science. Anh em thấy như nào? Với một bộ PC có trị giá gần 2 tỷ, và mục đích của nó là để làm như vậy đấy. Nó không phải để render hay là để làm phim hay để làm game gì đâu, mà nó để phục vụ cho khoa học. Đó. Anh em có tiền anh em mua bộ PC này không? Mua về để bắn PUBG xong nó giật cho lói đít. Đó, anh em hãy comment ý kiến anh em ở bên dưới nhá. Còn mình thì đau quá. Đau. Anh em comment nhá. Còn bây giờ thì sẽ là xin chào và hẹn gặp lại anh em nhá.